nhóm chào cả nhà. Dạ, chào anh chị. Cũng xuống. Cảm ơn. Ai cũng đẹp hết trơn. Đẹp, đen đen. Chào chị đẹp. Chúc chị mua bài bán đó. Tôi là 3 đồng, cái này 5 đồng, dạ. đồng. Cái này 7 đồng, cái gì thịt là 7 đồng. 7 đồng hết nha, có thịt là 7 đồng. Tony. Ali, không, đến là Ali. Tôi không bắt còn con nữa, con chưa lương. Giờ phong tục người ta lấy một sợi dây cầm lên, làm nào nông bò quý vị. Vợ chồng Thảo xin chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Hôm nay vợ chồng Thảo sẽ đưa quý vị đi fest của người Campuchia với người Lào, với người Thái tổ chức 3 tuần liên tiếp luôn đó quý vị. Thì hồi tuần rồi á, đáng lẽ là Thảo đi rủ thằng em trai nó đi nữa, nhưng mà nó tới trễ quá cái không đi được, ở nhà thôi. Là tuần này thì rảnh rỗi rồi, cái gửi thằng Út cho bà nội với nhỏ thứ hai á, nó giữ thằng Út luôn, cho nên hai vợ chồng đi được thoải mái, giống như hai vợ chồng không có con có cái gì hết trơn luôn. Đi hôm nay thì sẽ tháp tùng với anh chị Hằng với anh Hưng nữa, và với dì Thon, những người hôm bữa mà Thảo đã quay trên video đó. Thì chơi sợ khuya á, rồi dẫn ạt đưa theo rồi nó buồn ngủ á. Xã Thảo thì sợ là Út nó heo rồi, cái khuya quá rồi ngủ quạo lắm, Út buồn ngủ, Út quạo lắm, rồi quậy nữa, cho nên giỡn. Thôi bữa nay hai chồng đi thôi. Hôm nay trời nắng ấm lắm nè, nắng nó xuyên qua mặt Thảo luôn nè, thấy chưa, thích giờ, ghê luôn. Giờ 23 độ thôi. Ấm là từng tới là ngày hôm qua là ấm, rồi bữa nay ấm hơn chút nữa rồi là ấm luôn rồi, phải không anh? Từng tới là 23 độ buổi chiều, 23 độ là vừa đó, còn tới 29-30 độ là nóng lắm. Vậy là những cây giống của Thảo là chuẩn bị cho xuống đất được rồi đó, đem ra ngoài được rồi đó Thảo. Thôi em không dám đâu, ban đêm cũng còn lạnh lắm. Không ý ở vậy hả? Buổi chiều á, buổi chiều ra cho nó nắng một chút. Cái chị cho cây giống á là chỉ nói là nửa tháng 5 cho xuống đất là vừa, nhưng mà cũng coi thời tiết làm sao đó. Thì nghe anh nói nó ấm từ từ rồi chắc cũng cho xuống được rồi đó. Từng tới là vô tháng 5 rồi. Ở thành phố Thaspur Thảo ở đó, bây giờ người ta xây cất nhà chung cư rất là nhiều luôn quý vị, giống như những tòa nhà này đang cất nè cả nhà. Cái này là nhà để bán, còn cái khu nhà bên kia là Hassalem. Hassalem có nghĩa là chủ nhà nước, cho thuê á quý vị, cho mấy người thu nhập ít đó. Rồi vẫn có những người nhà của tư nhân, rồi của nhà nước hợp tác nữa, rồi cũng có của tư nhân không, rồi nhà nước không. Ở đây nhiều loại, nhiều dạng lắm. Gần 6 giờ chiều mà trời nó vẫn còn sáng vậy đó. Khi nào mùa đông á, là giờ này nó tối nha cả nhà, bởi vì nó thay đổi giờ. Giờ quẹo vô nhà chị Hằng đây. Khu của chị Hằng ở là Việt nhiều lắm quý vị. Khu Thảo có người Việt nhưng mà ít. Dưới nhà của chị Hằng, những cái cây hoa cả 2-3 tuần nay vẫn còn nở đẹp ghê luôn á. Giờ Thảo lại quay cho quý vị xem nha. Hôm bữa Thảo đi chợ á, cái cây hoa này ở trong chợ có bán nhưng mà không thấy để giá. Nó chút xíu à, khoảng chừng mấy cái nhánh nó dơ ra mấy ngón tay của mình vậy nè. Nó cao lên khoảng 2 gang tay thôi. Cây hoa
từ ở đầu ngọn tới cái nách nó đều có hoa nha. Quá trời, xum xuê luôn. Đây Thảo giơ tay lên cũng được luôn nè. Cái hoa này quý vị có thấy là cái nụ hoa nó giống như là bông su đũa, nhưng mà nó nhỏ thôi. Cái dạng nó giống, nó búp búp nè, tròn tròn, nó bọng ở trong. Cây hoa này tên gì Thảo cũng chả biết luôn. Thấy chị ở đây á, quý vị thấy những cái chỗ mà đậu xe này nó trống á, nhưng mà không có trống đâu nha, nó có người ta thuê hết rồi đó. Đây mình không có được quyền vô đây, là người ta kêu police là kéo xe luôn á, rồi phạt tiền nữa. Ta dở lên nè quý vị, là xe đâu có ai chạy vô được đâu. Thì đi lên nhà anh Hưng chị Hằng nha. Cái nhà này là nhà mới, hôm bữa là anh chị sống ở bên lóc bên đó, cái bị cháy nhà đó quý vị. Anh chị đi chợ không biết làm sao, vừa đi chợ được 5-10 phút cái đi vô chợ có người thông báo là nhà của bà đang cháy. Trời ơi, anh chị không tin luôn á, cháy ở ngoài. Có thể là người ta hút thuốc á, người ta quăng từ trên xuống á, cái nó bay tạt vô. Cái đồ lúc mà mùa hè nó nóng á, nó khô á, nó dễ phức cháy lắm. Cho nên cháy lan vô trong tới phòng khách luôn á. Lúc đó là người ta phải kiếm nhà bên đây liền cho anh chị luôn đó. Rồi chuyển qua cũng cả năm nay anh ha. Lên thêm từng lầu nữa quý vị ơi. Có hả? Đó rồi. Trước nhà chỉ là có hình Phật Di Lặc. Chào anh Hưng. Giờ là Thảo với chị xuống thang máy, hai ông đi xuống trước rồi. Thảo xuống cái gì? Thang máy luôn, đi với bà Tây đó. Như kết bà Tây làm sao? Chắc xuống dưới hút thuốc. Ừ, hút thuốc. Xe đậu đâu? Ở dưới đây nè. Có một chỗ nhỏ xíu rồi, mà vô. Sao có với bà ngồi, bà ngồi rỡ nha. Vậy, vậy. Năm chứ khỏe, nhưng mà bữa có té tụng kinh rồi đứng dậy rồi té xuống đụng vô cái vách tường thôi, không có sao phải không? Không. Này chị Hằng quá đẹp luôn nè, thơm phức luôn. Thơm phức không? Chị mới sử dụng thơm là ngọt luôn đó. Ngọt mắt trời. Thơm của chị là nhẹ đã. Thơm phấn á. Mùi mới á. Rồi tới rồi. Con mệt nè. Rồi có đi lấy không? Đi lấy không? Chạy về lấy gì? Chạy đi kiếm mát gì đó, tối hù rồi chị. Thôi kiến tối rồi. Đang vô mà giờ không thấy đường. Không thấy đường hả? Ừ. Thôi vậy đi lẹ ra mình lấy luôn. Thấy đầu đâu? Kìa, đang chạy ra. Sợ nóng mà ai mặc đồ đen rồi mặc cái đồ này. Con sợ lạnh. Ờ thì đó tối về lạnh. Tối lạnh đó nghe. Thì gì có đem theo cái áo khoác mà. Ờ thì đó. Ừ. Hay là ráng đi, ráng chờ mình chút đi lấy từ lấy. Giờ về gì đi. Có rồi phải có đó. Hả? Trời mô Phật. Mô Phật. Ủa bà Lan đâu? Ủa bà Lan đâu? Ủa hai người này đi chung mình hả? Hả? Chị Lan đâu rồi? Ủa? Chào anh chị. Ủa đi chung luôn hả? Chị Lan đâu? Không có hả? Ủa? Kêu má đi. Bên này. Ơi bây giờ là gom đủ người rồi đó. Đi. Vợ chồng Thảo không biết đường đến đó, cho nên phải đi phía sau cho anh Hưng ảnh chạy xe trước. Mặc dù là Thảo ở đây cũng khá là lâu, ông xã Thảo thì ở cũng trên dưới 30 năm rồi, mà ở Tasbur này không có gành quý vị ơi. Tại vì cũng ít đi đâu đó nên không có qua biết nhiều nơi. Anh Hưng chị Hằng thì biết nhiều chỗ lắm, nên từ đây tới sau mà đi với anh chị á, là sẽ đi được những chỗ lạ, những chỗ mới,
để quay, để giới thiệu đến cho quý bà con, cô bác xem để biết được cái thành phố Thảo ở nó như thế nào ha. Nay thì đi có hai cái dì lớn tuổi đi bên xe của anh Hương chị Hằng rồi, hai vợ chồng Thảo thì đi chiếc. Đây là nhà thờ của người Thổ đó quý vị, Thổ Duy Kỳ đó, người Đạo Hồi á đó. Đó, nguyên cái chùa lớn á. Thảo không biết Thảo gọi là cái chùa hay là cái đình, cái đền gì đó. Hôm nay nói đi chơi, cái con gái Thảo thấy tóc Thảo á, cái đùi tóc mấy lần trước á quý vị thấy nó vàng nhiều đó. Cái chỉ kêu thôi để con cắt tóc cho mẹ rồi nhuộm cái màu hơi nâu nâu nè cho Thảo. Nhuộm từ khúc này trở xuống thôi chứ không có nhuộm hết cái đầu. Đó, cho nên giờ tóc Thảo hơi ngắn chút nhưng mà cái màu thì nó đẹp đó. Ôi, cỡ này có con gái nhờ quá chừng luôn quý vị ơi, thích quá. Mà con gái đầu lòng á, Thảo nghe nói là nhờ hơn là con gái đứng thứ hai, thì Thảo nghe nói vậy đó. Rồi cái mặt của Thảo hôm nay nè, chị cũng trang điểm rồi đó. Đó, trang điểm nhẹ nhẹ thôi, làm cho mẹ tự nhiên, mà chỉ làm theo kiểu tự nhiên. Con đó là xe giải lái quý vị. Lúc này lên đường cao tốc rồi đó. Ồ, qua cây cầu sắt này nó xưa ơi là xưa luôn. Ở Việt Nam mình có mấy cái cầu hồi xưa Pháp nó cắt giống như thì ở Sa Đéc có đó. Cầu sắt quay đó là lúc đó người ta đua xe đạp đó là bị gãy cầu đó. Nằm đó quá trời người lên thiên đàng luôn. Rồi hồn ma quá trời luôn. Rồi qua cái cầu sắt đó là đi vô lọt vô trong bên kia nữa là có nhà xưa cổ luôn, của Pháp, thời Pháp luôn. Là diễn viên phim Hồng Kông tới đó đóng phim đó anh. Đóng phim Người Tình á. Tựa là Người Tình. Bây giờ tới rồi. À kìa. Kìa đúng rồi, kìa khó vậy. Quá trời đông chổng luôn. Ừ, quay đi, đi đằng trước, đi đằng trước. Đi đằng trước. Đi đường này ha. Ở trên mình chạy sao hay vậy, chạy lạc mày là hên vậy. Ông Tăng không thấy nè, ông chỉ nè. Thấy đó. Nãy anh Hưng có nói lạc mà hên. Lạc mà hên. Lạc mà hên. Wow. Ở sau mình đó là đây là kìa Minh kìa. Đến đó là nhà đó. Chị Minh đi sớm hả? Bên này đậu bên đây khá là đông luôn. Mình đậu bên đây là chỗ VIP á. Chỗ đặc biệt không ai lại. Nên còn chỗ. Dạ nhóm chào cả nhà. Hôm nay thì đi cùng với anh chị Hưng với chị Hằng, chị với dì Thon đặng đi vô cái fest của người Campuchia, người Lào. Bây giờ thì mời cả nhà cùng đi theo nhóm Thảo đi vô trong chơi nha. Đi vô tham quan. À, mua vé hả? À, mua vé. À, đứng xếp hàng vô mua vé nha quý vị. Merci, bonne soirée. Ôi chị Thảo đẹp quá ta.
vô người Lào, Lào Việt nhiều lắm, Việt Lào. Chẳng... Vậy là Việt Lào hả? Dạ, đẹp quá chừng luôn, ai mà ai người Lào Việt cũng đẹp hết trơn ta, mà người Việt cũng đẹp. Dạ, đi mình vô kiếp bàn rồi. Dạ. Những người lớn tuổi rồi. Wow, cái sàn này hoành tráng hơn cái sàn trước. Đây là cái ông chú này là ba của cái người mà mở cái quyên góp từ thiện hồi cái chợ mà Thảo bán đó. Còn chú tổ chức mà không biết, ở đây không biết phải con chú tổ chức không, không biết. Rồi ở đây là mình coi người ta hát á. Bây giờ mình đi ra về ba bước đầu mình bạn của gì không á? Ở đây là Lào, Việt quen nhiều lắm. À, Việt Lào là gì quen hết rồi. Quen hết rồi, đây là quen hết rồi. À, vô kiếm được bàn ngồi rồi. Giờ thì Thảo sẽ đưa quý vị đi xem ở đây bán những món ăn gì cho cái buổi lễ này nha. Chị mua gì? Đây bán tiết kê để mà mình mua mua đồ ăn đó quý vị. Rồi. Ờ, chào anh chị. Trời, bữa nay đi chơi nữa hả? Ủa, có anh chị thôi hả? Bây giờ lát nữa lấy ghế ngồi chung với nhau, người Việt Nam mình ngồi chung với nhau. Dạ, em ngồi chung với nhau. Vô đây gặp người quen nhiều á. Mami. Trời ơi. Giờ là tiske bán gì cũng gì. Còn uống ở đây nước gì? Nước đam nhỉ? Có bánh lọt không? Gì? Bánh lọt. Trong này người ta nói tiếng Lào không á? Giá lần đó. Đây là giá của thức uống. Cà phê là 1 đồng đó, coca là 2 đồng. Đây là bánh hoa sen. Đây bán nước trái cây. Sao gì? À, nước chanh hả? Cái này là xương sáo á, xương sáo. Ủa, không có bánh lọt hả? Đi kiếm bánh lọt ăn đi gì? Bông xuống, cà bá. Ôi, ốc keo. Này là bạn cùng làm lúc trước với Thảo này, vô đây người quen không à? Cái này là sụm đu đủ á, là người ta đâm á. 50 gô một phần. Đu đủ này là người ta, cái này là bào nè. Giờ Thảo quay cho quý vị xem cách người Lào người ta đâm sụm luôn nha. Đây có chanh, cà, đu đủ với cà rốt.
ớt và tỏi, cây đường, bột ngọt, nước chanh. Trước tiên là người ta bỏ đường với ớt vô rồi đó. Con quên rồi, không nhớ. Chồng con nhớ. Chắc vậy quá. Đâu đó. Vì cho nó đâm. Vì cho nó đâm. À, ok. Quý. Đâm sẵn. Các bạn phải tốt tha cho bảy đấy. Quý, đây, đây. Mẹ nói, mẹ nói. Mẹ em chồng bên con ba bảy. Đây là mắm. Mẹ em bị. Quay về đây là mắm. Mắm mà chồng. Con mẹ đập cái thịt con. Ờ, mẹ đây vẫn phải quay. Đôi, đôi. Xài gì đó. Đôi, đôi. Anh muốn ở đây tầm hà. Hay luôn. Thầy đây. Vậy tới đó gì? Phân chai nè, phân chai nè. Gì với chị đi bán chung ha. Bán chung với nhau. Ok. Phải bán cái tầm con luôn, phải chào chị kê nha. Hay đâu hay đấy, tụi nó phải đâu hay nè. Ủa, ẩm lót kìm bông hết. À, ok ok, anh đi cứ xây mạc đi không? Rồi. Đổ nước chanh vô. Dạ. Gì kêu quá hả? Dạ. À, ăn chung luôn. À, xẹp xẹp đó. À, xin mẹ. Xin mẹ nè. Con đừng phải đứng xảy xảy xảy. Thế mà kinh hoạt đi mày đâu? Gì? Vô. Ai cũng đẹp hết trơn, đẹp, bên bên. Hơi cay á? Không cần lấy lấy ớt. Dạ. À, xin xếp đây, đây. Ăn con không á? Ăn con hả? Ôi, ngon quá. Đây là gì, tên gì? Bekela. Bekela, chồng của gì là người người Đức ha? Dạ. Anh không? Dạ. Là gì ở Pháp mình? Dạ. Dạ. Giờ hôm nay Thảo đi chung với gì nữa đó? Còn người quen không? Đây con bưng cho. Thôi, để bưng cho. Được không? Coi chừng té nha. Rồi, bên đây là bán gỏi cuốn nữa nè. Chào chị đẹp. Chúc chị mua bài bán đất. Này chị bán cho hỏi hả? À, cho chùa hả? À, đồ mặn hả chị hả? Chùa nào? Dạ. Dạ. Cái này là bánh ướt, bánh cuốn. Này cơm chiên. Rồi đây là xôi dị, xôi bò, xôi bò, cơm rượu, cơm rượu món cân. Dạ. Cơm rượu xôi bò. Dạ. Chị đi có hai chồng hả? Hai chồng, mẹ con thảy nữa ra đây luôn, sao giờ nó cũng ra biết gì. Gỏi cuốn là 3 cái 5 đồng. Bánh cuốn 1 hộp 7 đồng. Cơm chiên 5 đồng 1 hộp. Ở đây là hủ tiếu xào của người Lào, 5 đồng 1 phần đó quý vị. Đây cơm nếp. Này giống như là cơm nếp trộn xôi á, xôi xôi mặn, cơm chua Thái. Dạ. 3 đồng một phần. 5 đồng hả? À, cái này mới 3 đồng. Em thấy cái gì? Xôi, xôi. Xôi á? Xôi không á? Xôi là 3 đồng, cái này 5 đồng. Dạ, 5 đồng. Cái này 7 đồng.
7 đồng. Thịt là 7 đồng. 7 đồng hết ha. Có thịt là 7 đồng. Tony hào. Cái này là món lạp. Hào luôn đi. Cái này là xúc xích. Này là 7 đồng hết. Này là nem chua. Đây là cánh gà chiên. Đây là xà lách để ăn kèm với những món ăn. Đây là chả giò cũng 7 đồng phần. Samosa cũng 7 đồng luôn. Cánh gà một phần như vậy là cũng 7 đồng đó cả nhà. Giờ này người ta mua đồ ăn để đem vô san ăn. Về đẹp cái người chụp mô hình luôn rồi đó. Vậy hả? Rồi. Chụp xong đâu nói 5 đồng là đâu 5 đồng. Anh đi chết, anh đi nè ha. Anh đây là anh đi chết, lạp anh chết. Lạp chết thì bọn. Bình nếp không là 3 đồng á. Anh đây 3 hào đó. Nếp nó gói tơ. Vậy. Tao có bình bình đi lửa hốc đó rồi. Hốc đó đi. Anh đây 3 hốc đó. Bố mi 3 hốc đó. Anh đi cứu bài hào xay từ nhiều bài 3 hốc đó. Hồ điếu, hồ linh. Chị Thảo. Chị Thảo. Đi làm á hả? Nhiều người làm anh đi. À. Con lạp. Cái này là cơm chua Thái. Cơm chua Thái. Ủa, bữa nay á. Ủa, vậy hả? Chào anh. Em đưa anh lên YouTube á nè. Xin phép đưa lên YouTube. Dạ. Thì mua thêm sụn nữa. Chào chị nha. Dạ khỏe. Hả mẹ quá khỏe luôn hả? Dạ khỏe. Lấy chỗ đi đâu. Đi lấy chỗ. Mua đồ ăn rồi đó. Thank you.
Giờ người ta đang chuẩn bị làm lễ quý vị. Soyez bienvenus à tous et à toutes notre fête du nouvel an laotien qui organise par Wakasi Nkun. Mesdames et messieurs, et maintenant, je vous invite, mesdames et messieurs, de approcher plateau de plateforme, s'il vous plaît, et recueillez votre place après. À Hossein et à Hossein. Hôm nay người ta tổ chức Tết của người Lào, người Campuchia. ผู้เฒ่าผู้แก่อ้ายน้องกันฮักแพงกันจงขอพาในภาคหวานเพื่อจึงได้มาอยู่ร่วมกันเชิญเด้อเชิญเด้อเชิญนายน้องทุกปู่ทุกคนมา เขาว่าในบางวันพักผ่อนแห่งนี้เพื่อจะเริ่มพิธีแล้วไปปีละองค์ขอสอสองพระนาวว่าจะทำอะไรเนี่ยเอาจะเอาอะไรอะไรเอาในเมื่อไหร่เนี่ยตู้พักผ่อนก่อนเด้อก่อนจะเริ่มพิธีเป็นมือดีมันซ่อมแมนมันมหาไซได้มีสมาคมสาวลาวอุ้มซู giờ phong tục người ta lấy một sợi dây cầm lên giờ thì Thảo sẽ ăn món lạc nha. Làm lào lòng bò quý vị. Trong ăn lòng bò chiên gan và cái gia vị chủ đạo á là có thính nữa quý vị. Có gì chua chua. Ủa mà nhà kia ăn kia đi đâu vậy? Không có ngọt. Em chẳng biết anh ăn cho kia thì em mua đại. Mà ăn kèm á, có nếp. Không có lấy được chị về được. Qua luôn đi chung, chung qua. Vui vậy? Có cái xu
cô nó nhìn gì đây hả? Cô nhỏ mà với lại là rất là đông những người quý vị nãy cả nhóm thảo vô còn dính bèo mà nhưng mà mình vô sớm mới có chỗ vậy giờ mình lên kế hoạch đi chơi gì ta cứ đánh ăn người hay là đi đấy. Madame Müller et Monsieur Rotters, excusez-moi si j'ai mal prononcé. Monsieur Jansé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Thank you.
rồi, hãy nhớ Thảo xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà.